Ok, xin chào anh em. Mình này bận quá. Chung là cứ like thôi nhá. Còn ai mà chưa kịp xem thì có thể là lúc nào rảnh thì tham gia. Thực ra này tôi cũng đang rất là bận, tranh thủ dạy anh em được cái nào lúc nào thì dạy. Tranh thủ thôi. Thì cái ngày hôm nay thì chúng ta chủ yếu là nói về các thành phần tham gia thị trường. Nó sẽ khoảng có 2 đến 3 bài dành cho những người mới. Những bạn cũ mà đang tham gia thì cũng có thể là nên là tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn cái bản chất thị trường. Vì những cái tôi dạy thì có thể là cái có ở trên internet, các bạn có thể tự tìm hiểu. Cũng như là có một vài những cái mà các bạn chưa biết. Thì các thành phần tham gia thị trường Forex thì nó chủ yếu là thành phần tham gia chủ yếu là các chính phủ. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái thị trường Forex là thị trường như thế nào. Thị trường Forex là thị trường trao đổi tiền tệ. Chủ yếu là trao đổi tiền tệ. Bên cạnh đó thì sau này thì người ta đưa thêm các sản phẩm như là chứng khoán, như các bạn có là chứng khoán và những cái khác nữa như là vàng, dầu thô. Thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta chia ra các cái symbol khác nhau, các nhóm khác nhau. Ví dụ như là vàng 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 với dầu thô hoặc là cao su hoặc là những cái mang tính chất như hàng hóa thì nó là chia ra một cái dòng spot, dòng giao ngay. Còn những cái ngoại tệ, cặp ngoại tệ như là EU, GU, GJ, GN vân vân mà các bạn thấy thì chủ yếu là nó sẽ là exchange, trong exchange trao đổi. Và ngoài ra có một dòng tiếp theo là dòng CFD, dòng cổ phiếu đấy. Cho nên một số anh em các bạn thấy là người ta cứ gọi điện mời chào các bạn cổ phiếu thế giới, thực ra nó là Forex đấy, nó chỉ là một sản phẩm ở trong thị trường Forex mà thôi. Nó đưa thêm cái symbol vào thôi. Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu cái cấu trúc của thị trường tham gia ở đây là gồm các chính phủ. Chủ yếu là các chính phủ, sau đó là gì? Các ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương và các siêu ngân hàng và quỹ đầu cơ. Sau này ấy, thì khi mà Internet phát triển, ví dụ là Forex từ về Việt Nam từ năm 2000. Năm 2000 thì có ADSL là Forex bắt đầu về Việt Nam rồi. Trước đấy thì chúng ta thấy là không có những cái Internet cho nên là rất ít người tham gia. Như vậy thì chủ yếu là cái thành phần đối thủ chúng ta tham gia thị trường là gồm các siêu ngân hàng, các quỹ đầu cơ cũng như là các ngân hàng trung ương. Vì vậy thì các bạn thấy là thành phần tham gia như vậy chủ yếu là những cái siêu các quỹ, đúng không ạ? Về kiến thức họ hơn chúng ta, về thông tin họ hơn chúng ta, về tiền họ hơn chúng ta. Vậy thì các bạn thử suy nghĩ xem là đối thủ của mình như vậy thì mình lấy cái gì để thắng? Bởi vì tiền thì không tự sinh ra, không tự mất đi, đúng không ạ? Nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác và vân vân. Nhưng mà thì khi mà chúng ta thắng thì ở đâu đó có người thua, và khi chúng ta thua thì ở đâu có người thắng, đúng không? Bất kể lúc nào cũng là tương tự vậy, thì nó tạo ra cái cung cầu. Như vậy thì đối thủ chúng ta cần phải hiểu bản chất của trong thị trường này là gồm những ai, gồm các ngân hàng trung ương, gồm những tay to. Vậy thì họ hoạch định chính sách, họ hoạch định thông tin, vậy thì chúng ta lấy cái gì để thắng người ta, lấy gì để thắng á? Anh em thử trao đổi xem là chúng ta lấy cái gì để thắng được thị trường này khi mà đối thủ của chúng ta là các quỹ đầu cơ, các siêu ngân hàng, các ngân hàng trung ương và các chính phủ và quốc gia. Chúng ta lấy gì để thắng được? Vậy thì hầu như chúng ta rất khó để có thể chiến thắng được trong thị trường này. Như vậy thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức cũng như là kinh nghiệm để chúng ta có thể là chiến đấu với market. Vậy thì liệu có đủ hay không? Liệu có đủ hay không? Vậy thì trước khi tìm hiểu vào trong sâu thị trường, chúng ta sẽ học từng phần một. Chủ yếu ở đây thì cái học dạy online này tôi sẽ dạy cho các bạn tất cả những cái kiến thức phân tích kỹ thuật mà thôi. Cái nội dung bài học là giống như cái bổ túc và chủ yếu là phân tích kỹ thuật. Chủ yếu là phân tích kỹ thuật. Còn bạn nào mà thực sự như là muốn tìm hiểu sâu nữa, chúng ta sẽ có những cái lớp học tiếp theo, bởi vì là chúng ta không có nhiều thời gian. Không nhiều thời gian. Chủ yếu là cái bạn hiểu đúng, hiểu đủ ở trong cái thị trường này. Cách phân tích, tư duy phân tích như thế nào cho đúng. Bởi vì các bạn đang chịu một cái tư tưởng là các bạn học ở rất nhiều tự học tự phát ở trên mạng và đi sai một cái lối mòn suy nghĩ, thì đó thì rằng thằng mù dẫn thằng mù vào chỗ chết. Thằng mù dẫn thằng mù vào chỗ chết. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu đầu tiên cái định nghĩa đầu tiên cho newbie ấy, là các bạn những cái cách mà
cách giao dịch nhá. Order các bạn có thể lên trên YouTube rất là nhiều. Đấy, thì cái bản chất của chúng ta ở đây là chúng ta kinh doanh cái đường giá. Kinh doanh đường giá chính là những cái tỷ giá này, ví dụ như là EUR trên USD, tức là tỷ giá của euro, thì tức là gì ạ? Euro là tử số và USD là mẫu số. Vậy chúng ta lấy tử chia cho mẫu, nó ra một cái tỷ giá, đó chính là cái tỷ giá là 1.0994. Đây chính là cái tỷ giá này, đó là phép chia tử và mẫu. Như vậy thì chúng ta nắm để chúng ta mang sao liên quan đến vấn đề cơ bản nữa. Thế là cái kinh doanh, chúng ta kinh doanh cái tỷ giá này, chứ không phải là chúng ta hàng ngày exchange, tức là chạy ra ngân hàng mua bán, đúng không? Chúng ta kinh doanh cái tỷ giá. Vậy thì cần phải tìm hiểu cái balance là gì, cái equity là gì và cái free margin là gì. Cái balance này là cái số tiền các bạn có, cái equity là cái tài sản của các bạn. Ví dụ khi các bạn vào lệnh, ví dụ tôi giờ vào tôi sell con vàng chẳng hạn, với một khối lượng là 0,01 chẳng hạn. Đó. Vậy thì khi tôi vào lệnh như này thì các bạn để ý đây là cái phần nó sẽ trừ đi cái phế và cũng như là cái bị âm, thì chúng ta sẽ có là cái equity là tài sản thực. Cái balance lúc này không còn ý nghĩa quá nhiều nữa. Đúng không? Cái margin này là cái margin là phần ký quỹ. Ký quỹ, nghĩa là 0,01 chúng ta sẽ ký quỹ mất là khoảng độ là 3,04 đô, thì các bạn cứ nhân lên, đúng không ạ? Một lót là gấp 100 lần. Một lót 100 lần chúng ta nhân lên là nó không khoảng độ là gần một một lót của vàng thì cũng ra cái quỹ mất khoảng độ 3, hơn 300 đô, 304 đô. Dòng người quen quen Hải Yến, bà cứ làm như tôi, ngủ với bà rồi, bà bảo quen, tập bậy bạ ghê. Cái margin level này nó rất là quan trọng. Margin level này là cái sức chịu đựng của tài khoản. Nếu như trường hợp mà đối các tùy các sàn nhưng mà margin level này thấp hơn dưới 50% là các bạn sẽ bị đá bay ra khỏi tài khoản, chúng ta sẽ bị cháy tài khoản. Thì chúng ta cần phải chú ý cái margin level này, và margin level này càng cao thì cái tài khoản của bạn rồi càng càng tốt. Vậy thì khi mà tôi đặt một cái lệnh sell vàng thì rất nhiều người còn thắc mắc là không biết cái này nó khác ở coin như thế nào. Một cách cái hiểu nôm na là nếu như bạn đặt cược, mà đặt cược mà giá bạn bạn bán mà giá xuống thì bạn sẽ thắng, mà bạn giá lên thì bạn sẽ mất tiền. Nhưng mà cái bản chất thị trường nó là thế này các bạn này. Tại sao tôi lại có thể bán được 0,101 lót vàng ở đây? Là bởi vì tôi đã nộp vào trong sàn, tức là ký quỹ là 20.049 đô. 20.000 đô. Như vậy thì giống như cái bây giờ các bạn gọi điện lên thằng Sacombank, các bạn gửi cho nó là 100 triệu. Các bạn gửi 100 triệu cho thằng Sacombank, đúng không ạ? Và các bạn nói rằng bán cho tôi 10 cây vàng. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn ra ngoài tiệm vàng bạn mua ấy, thì 10 cây giá 40 triệu chẳng hạn, thì bạn phải cần là bao nhiêu ạ? 400 triệu. 400 triệu, đúng chưa ạ? Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại có thể là mượn, chúng ta có thể là mua ở trên sàn, trên trang công anh được, bởi vì chúng ta đã ký quỹ. Như vậy thì chúng ta cứ làm một cái đơn giản là giả sử như khi mà các bạn bán ra 10 cây vàng, tại sao lại ngân hàng lại chấp nhận cho bạn bán? Tại sao ngân hàng lại chấp nhận cho bạn bán? Là bởi vì là bạn đã ký quỹ là 100 triệu. 100 triệu lúc này bạn mượn ấy, là bạn mượn cái price, tức là cái pre-care. Cái pre-care chứ không phải mượn cái value, nhá. Chúng ta mượn cái giá thôi. Cái giá thôi, nếu trong gặp bạn bán ra 10 cây mà giá xuống. Vậy thì giá xuống 39 triệu thì bạn cứ một cây bạn được cộng 1 triệu, thì bạn được cộng thêm, mà được cộng thêm là 10 triệu vào cái equity, thì các bạn sẽ có là 110 triệu trong cái quỹ ban đầu. Còn nếu giả sử mà giá vàng đi tăng lên thì lúc này người ta sẽ trừ dần, cứ một giá nó trừ đi bạn 10 triệu và trừ 10 giá là bạn sẽ cháy tài khoản. Thì tương tự trong forex nó, các bạn hiểu như vậy cho nó dễ hiểu tại sao chúng ta bán được, bởi vì chúng ta không mang vàng về, chúng ta mượn cái là cái price, cái giá của nó thôi. Rồi các bạn phải hiểu hiểu là như vậy, đó là thị trường bản chất là như vậy đấy. Chứ vẫn nhớ rất nhiều người từ coin chuyển sang là không biết là tôi không có bán, tôi không có vàng, tại sao tôi phải bán ra được, đúng chưa? Thì giống như các bạn chơi coin, các bạn thấy là chúng ta mua coin vào cho chúng ta bán short coin ra đó, thì đây là cái thị trường là thị trường bán khống. Và thị trường forex là một thị trường cực kỳ tiềm năng, một nó có 5.000 tỷ đô được giao dịch một ngày, đó là số liệu thống kê từ 2008, à xin lỗi 2012, và bây giờ có thể tăng hơn, khối lượng càng ngày gia tăng, về tiền tệ càng ngày, vì sao gia tăng? Bởi vì tiền nó càng ngày nó càng điện được đi ra nhiều hơn. Như vậy thì cái giá trị đồng tiền, cái giá trị của vốn hóa nó càng ngày càng lớn hơn ở trong cái thị trường forex. Như vậy đó là lý do mà chúng ta cái speed nó rất thấp, và cũng như là các bạn thấy là cái tỷ lệ khớp lệnh nó rất nhanh. Nói về độ thanh khoản thì thị trường forex là một thị trường thanh khoản lớn nhất thế giới, không một thị trường nào có thể qua mặt được nó.
từ thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường coi không một thị trường nào có thể là hơn nó được với cái độ thanh khoản, bởi vì bạn có thể bán được tất cả bao nhiêu, bạn có thể vay vô giới hạn tùy theo cái đòn bẩy, tất nhiên tùy theo đòn bẩy nữa, bạn có thể bán tất cả gì bạn có và có thể mua tất cả gì bạn mua, có thể mua vào khớp ngay, lệnh nó khớp ngay chứ nó không có delay. Đấy là cái mà trừ khi mà mạng của bạn yếu thôi, thì đấy là cái thanh khoản ở trong thị trường là cái yếu tố cực kỳ quan trọng ở trong cái market của chúng ta, đó là cái tính chất thanh khoản. Đấy, thì đó là cái tính chất thanh khoản là tính chất rất là quan trọng. Cái thứ hai là nó giao dịch là 24 trên 7, xin lỗi là 5 trên 7, tức là giao dịch theo phiên, gồm có phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Phiên Á thì bắt đầu từ khoảng từ 4 giờ sáng cho đến khoảng 12 giờ trưa, 2 giờ chiều rồi đấy. Phiên Âu thì bắt đầu từ 2 giờ chiều cho đến 7 giờ, 7, 8 giờ tối tùy theo mùa. Và phiên phiên Mỹ thì bắt đầu từ 8 giờ tối tiếp tục đến 8 giờ sáng, thì nó quay liên tục và nó sẽ nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Như vậy thứ bảy nhật thì market sẽ không chạy mà đứng im. Rất nhiều anh em ở đâu nhảy vào và thầy ơi tại sao mà anh em ơi tại sao mà thứ bảy chủ nhật market nó không chạy thế này, là bởi vì là thị trường đóng cửa, ok chưa, chứ không phải là có vấn đề gì, là chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Thì đấy là cái tối ưu. Cái thứ hai là chúng ta có thể giao dịch trên một smartphone, rất là nó có phần mềm riêng. Và cái vậy thì cái cơ chế khớp lệnh nó như thế nào, khi mà bạn bán ra thì sẽ có một ngân hàng, tôi là các liên ngân hàng, các ngân hàng này sẽ các đầu mối thanh khoản khác nhau, các thanh khoản tập trung, và các ngân hàng này sẽ chào mức giá khác nhau. Ví dụ như các bạn nhìn đây, đây đây các bạn thấy đây, cái bên là euro này thì 1.09, 1.0992 năm và 1.09926, thì chúng ta thấy là đây là bên bán, cái tôi đang di chuột đây là bên bán và đây này là bên mua, đây là giá bán và giá mua. Giá bán này, giá bán là đại lý nó bán cho mình và giá mua là đại lý nó mua vào cho mình, mà luôn luôn lệch, các bạn luôn lệch là cái pawn này và ngân hàng, đây chính là cái ngân hàng, nó cục điêu ngân hàng, cục điêu ngân hàng, và chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu nó. Vậy thì giá bán của nó là giá mình mua vào và giá mua nghĩa là giá bán, lúc nào cũng bị lỗi. Vậy các bạn ra diện vàng các bạn nhìn thấy ngay đúng chưa, nó là lệch, nó gọi là cái một bên bid bên ask, hay gọi tóm lại là cái spread của nó, cái spread của nó là như vậy, là chúng ta cần phải hiểu như vậy. Thì mỗi một bên bên mua bán này thì khi bằng các ngân hàng, các bạn ngân hàng này nó sẽ cung cấp cho cái broker, như là broker đây là gồm Zulo này, Xpro này, tất cả các sàn trên thế giới nó cung cấp cho chúng ta, và tất nhiên nó không cung cấp miễn phí, nó sẽ cài thêm một cái lượng speed cao hơn một chút để nó thu phí, bởi vì tất nhiên rồi nó không có rảnh để nó bỏ một đống tiền thuê cái server cho các bạn đúng không ạ. Và đến sàn thì nó sẽ lại tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư chúng ta nhỏ lẻ, bản chất sàn nó chỉ là broker các bạn nhé, thì nó lại cung cấp cho chúng ta cái nhà đầu tư nhỏ lẻ là một cái, và nó sẽ tiếp tục nâng lên cái commission, thì đấy là các bạn cần hiểu. Và như vậy thì khi mà lệnh của tôi giao dịch thì nó sẽ chuyển về sàn, từ sàn nó sẽ chuyển về về và ngân hàng, và ngân hàng nó sẽ ném ra một thị trường, đó là thị trường ECN, nó là thị trường tập trung, và tất cả tập trung tất cả các ngân hàng đống đá khác nhau ở đây, kể cả như là các ngân hàng Sacombank, Vietcombank, HSBC hoặc là ngân hàng Barclays, tất cả ngân hàng này nó sẽ tập trung vào trong cái thị trường này và tỷ giá nó sẽ thay đổi như vậy. Vậy thì thị trường với thị trường 5.000 tỷ đô thì không một thằng nào dám thao túng, bởi vì nếu trong trường hợp mà thị trường exchange, mà ví dụ ngày hôm nay một cái doanh nghiệp là nó gửi một số tiền rất lớn vào trong cái thằng Sacombank và Sacombank bắt buộc phải short ra hoặc là phải đối ứng ở trên trên link ngân hàng, thì không một thằng bank nào có thể dám can đảm có thể ôm vào, bởi vì biết là nó sập đúng không ạ. Vậy thì cái chơi ở trong cái link ngân hàng này các bạn thấy là nó cũng phải tính toán rất là nhiều, tất nhiên nó sẽ có phòng chơi và cái quỹ nó sẽ là bỏ một phần cái quỹ ra để giao dịch mà thôi, chứ không phải là tất cả ngân hàng đều đi giao dịch forex và đều exchange, nó rất là nguy hiểm, bởi vì một cái biến động giống như con bảng Anh năm năm ngoái năm kia nó biến động mạnh một cái thôi là ngân hàng nếu như trong trường hợp đổ hết tiền vào hoàn toàn có thể phá sản, hoàn toàn có thể phá sản. Vậy thì các bạn cần phải hiểu cái bản chất của cái thị trường forex nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta hiểu lờ tờ mờ là tại sao mà thị trường coin nó lại, tôi không chơi được thị trường coin nhiều, bởi vì là một mình thằng Biden nó có thể tạo cái đường giá, không không một cơ quan chính phủ nào giám sát cái đường giá này, và một mình nó một ngựa, một mình nó có thể điều giá. Vậy thì các bạn thấy tại sao mà thị trường khoán ấy, là thị trường thực vật chất, và các quốc gia nó đều có một cái hội sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước và những cái sở giao dịch chứng khoán để làm gì, để nó giám sát cái đường giá, để ông các ông không thể làm đẩy giá rồi là bậy bạ được. Vậy trong thị trường forex nó còn lớn hơn và nó cũng phải tương tự như vậy.
bởi vì nó là sàn STP, sàn STP, S chữ STP đấy, P phở đấy, thì các bạn có thể lên search nó cơ chế như nào, là nó đẩy như thế nào, tại sao nó lại giãn nở, có những mùa giãn mùa nở vân vân, là các cổng banh sẽ đấu khác nhau. Thì đấy là chúng ta cần phải hiểu về cái cơ bản là cấu trúc tham gia, rồi những cái lệnh được chuyển đi như thế nào, và những cái phế nó ra sao. Rất nhiều người bảo là phế tại sao cao vậy, thực ra phế nó rất thấp. Các bạn tưởng tượng là nếu như bây giờ các bạn mua một cây vàng thì cái giá thị trường hiện nay, cái bit ask ấy thì nó sẽ là gần như là 15 đô. 15 đô tức là bạn mua một cây vàng là 15 đô, đúng chưa? Tức là bạn bạn phải mua cái giá tiệm vàng nó bán, và bạn bán thì các bạn sẽ dính cái, ví dụ tôi mua một cây sách tiệm vàng SJC của thằng SJC ra, nó bán cho tôi là 43 triệu, 40 triệu 500, đúng ạ? Nhưng mà tôi khi mà tôi bán lại cho nó ấy, nó chỉ thua lại là thu lại 40 triệu thôi, tức là tôi mất luôn 500 nghìn ngay lập tức. Vậy thì một cây vàng chúng ta mất 500 nghìn. Vậy thì trong thị trường này ấy, một lót vàng của chúng ta ấy, tương đương với gần như là 83 cây. Thì bạn phải hiểu là một lót nó thua các bạn có 7 đô thôi, cộng với cái suất nó là 8 pon thì nó rơi khoảng độ là 15 đô. Đấy. Vậy thì 83 cây vàng nó thu các bạn có 300 nghìn thôi. Thì các bạn thấy là có lợi, cái lợi sức mạnh lợi thế tương quan giữa thị trường Forex và thị trường vật chất ấy, nó khác nhau như vậy. Trong kia các bạn chơi ở ngoài, một lót nó thu các bạn tới bao nhiêu ạ? À, một cây vàng thôi là nó thu bạn đến 10, 10 cũng là hơn 15 đô rồi, gần 500 nghìn rồi. Mà đây các bạn chơi 83 cây vàng nó chỉ thu các bạn có 15 đô, như vậy đó là lợi thế tại sao phí giao dịch dân vàng nó rất thích đánh ở đây. Và tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta sử dụng đòn bẩy là chúng ta đi vay, vay của sàn để chúng ta giao dịch, broker chúng ta giao dịch. Vì vậy thì chúng ta sẽ bị một cái phí, đó là phí qua đêm. Tuy nhiên cái phí qua đêm của thị trường Forex nó lại rất là fair. Nếu như mà trong trường hợp mà cái lãi suất của thằng thằng USD nó tăng cao hơn đấy, như các bạn thấy, tại sao mà bán con vàng chúng ta được cộng swap và bán con EU chúng ta được cộng swap, bởi vì sao? Là bởi vì là cái lãi suất của thằng EU nó cao hơn lãi suất của thằng Euro, cho nên là khi chúng ta làm lệnh short ấy, chúng ta được cộng, bởi vì nó là tài sản ký quỹ của chúng ta mà, tức là chúng ta không dùng tới tiền thì đúng kiểu là ngân hàng đang vay mình và nó sẽ trả mình lại cái lãi suất đó. Lãi suất đó. Khi bạn bán euro tức là bạn đang bán đồng euro ra và các bạn mua mua thằng USD vào, bởi vì euro đang là lãi suất âm và thằng cận âm bằng không ấy, còn USD nó là lãi suất là 2,2 lận, cho nên là khi chúng ta bán ơ ra và mua đô vào thì chúng ta mua đô vào thì chúng ta được sở hữu đô đó, thì nó cộng cho mình cái swap bán ra đấy. Còn nếu lệnh mua là các bạn là mua euro vào và bạn bán USD ra, thì là chúng ta thấy là lãi suất của tỷ giá của lãi suất của thằng USD nó hơn, nên chúng ta sẽ bị âm. Đó là lý do nó rất là fair chứ không phải là cứ là âm âm là âm hoài. Đó là cái mà các bạn cần phải hiểu về cái thị trường, những cái căn ke nhất, rồi từ cái balance, rồi cái equity, cái margin, cái free margin và cái margin level. Thì các bạn thấy là cái tại sao mà tôi chỉ thích giao dịch ở trong thị trường Forex, bởi những cái ưu điểm của nó. Những cái buổi live stream trước thì các bạn thấy tôi đa phần tôi nói rất nhiều những cái rủi ro, tất nhiên là tôi sẽ nói cái ưu điểm Forex, tại sao tôi chơi gắn liền bao nhiêu năm nay. Thậm chí là các bạn có thể là gì, giống như coin, nếu như trong trường hợp mà giá đang giảm với một cái volume rất thấp mà bạn bán cắt lỗ một cái, bạn có cắt lỗ thêm. Tuy nhiên đối với thị trường Forex, như tôi kéo ở đây, tôi sẽ chủ động cắt lỗ và tôi sẽ, mọi thứ là tự động, tức là tôi vào lệnh xong tôi tắt máy đi thì tôi cứ đi chơi và giá nó sập xuống vùng cắt lỗ là tôi chủ động cắt lỗ, chứ tôi không phải canh như thằng coin. Thằng coin chúng ta có nhưng mà gì ạ, nó bị trượt giá rồi là cái thanh khoản thấp, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái lợi nhuận của chúng ta. Và tất nhiên rồi, khi mà tôi có thể đặt cho mình một cái chốt lời tự động đấy, cắt lỗ và chốt lời tự động, vậy là toàn hoàn, tức là chúng ta sẽ gì ạ, chủ động cắt lỗ và chốt lời trong cái, tức là chúng ta kiểm soát được cái rủi ro, kiểm soát được cái rủi ro, chứ không phải là những cái sàn giao dịch khác là chúng ta thấy là những cái sàn coin các bạn chơi, các bạn thấy đấy, chúng ta không kiểm soát được, nó làm một cây boom một phát lên là các bạn chết, đúng không ạ? Nó tính luôn cái giá ở bên trên. Đấy là cái mà cái bài lesson đầu tiên này, bởi vì rất nhiều người còn chưa hiểu, cứ vào đấm đá sell buy loạn xì ngầu lên mà không hiểu là cơ chế là khớp lệnh ra sao, rồi những cái như thế nào. Và thứ hai là trong giao dịch thì chúng ta lựa chọn, thì chúng ta cứ lựa chọn max max volume, max cái đòn bẩy lên, bởi vì chúng ta vay nhưng chúng ta không sử dụng thì nó không phải là chúng ta chưa dùng tới. Cái quan trọng là cái volume, thì cái này cái bài này tôi sẽ nói về phía sau. Vậy thì cái buổi livestream cái ngày hôm nay chúng ta nói là gì về cái cấu trúc thị trường, là các bạn phải hiểu là đối thủ chúng ta là ai, đối thủ chúng ta là ai, là các siêu ngân hàng, vậy chúng ta cần trang bị những cái gì. Bởi vì trong thị trường Forex chúng ta cần phải trang bị cái phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường. Thì chủ yếu là giới thiệu cho các bạn mới. Buổi ngày mai hôm nay thì tôi chỉ là bận nên tôi livestream các bạn khoảng độ tầm 15 đến 20 phút trong một bài giảng thôi, và tất nhiên là 15 20 phút này các bạn nghe, các bạn cũng sẽ thấy là nó đỡ hơn thay vì phải ngồi một tí đồng hồ để nghe một cái buổi bài giảng
rất là dài. Đó là cái hay mà chúng ta cái livestream ngắn, bởi vì nó chỉ 1 tiếng đồng hồ, lần sau ông nào muốn xem lại dành ra 1 tiếng đồng hồ xem rất là mệt. Tôi sẽ cố gắng tạo những cái buổi livestream cũng như là những cái video nó kéo dài từ tầm 10 đến 2 phút mà thôi, để các bạn đủ tầm nghe. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta lại tiếp tục học, chứ đừng học nhồi nhét quá. Đó là như vậy. Vậy thì các bạn phải hiểu là cái cấu trúc tham gia thị trường là như thế. Cấu trúc tham gia thị trường là như thế. Margin thì là ký quỹ, còn đòn bẩy. Đòn bẩy là chúng ta sử dụng để chúng ta vay, đúng không ạ? Chúng ta vay mấy trăm phần trăm lên một số sàn, nhưng mà các bạn đừng dùng đòn bẩy cao quá, ví dụ như sàn Xnet. Chúng ta chỉ sử dụng là đòn bẩy là khoảng 500, tối đa 500 trở xuống, nó rất là đẹp. Còn hiện tại như các bạn cũng giao dịch Forex, nhưng mà các bạn trực tiếp với ngân hàng ấy, tức là bạn đang dùng đòn bẩy 1-1. Bây giờ là chẳng ai mà dùng đi, ví dụ bạn lấy một lót EU chẳng hạn, nó tương đương 100.000 đô. Chẳng ai có 100.000 đô để xách ra ngân hàng để đấu đấm nhau boxing, lãi ăn được có một đồng vài đồng, nó không đáng bao nhiêu, đúng không ạ? Cái lợi thế đòn đòn bẩy thì nó là vừa lợi thế cũng là vừa cái bất lợi. Đòn bẩy nó là con dao hai lưỡi nhé. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi, nó có thể là bẩy một số âm lên một số âm cực lớn, và bẩy một số dương cực lớn, để chúng ta chú ý cái phần này. Đấy thì cố gắng mỗi ngày tôi sẽ dành cho khoảng từ 10 đến 2 phút tôi livestream cho các bạn và dạy hết những cái lộ trình học. Chứ không phải là dạy hôm nay nhồi hết vào một cái buổi xong rồi ngồi nghe livestream 2 tiếng đồng hồ cũng ngà cũng gật, đúng không ạ? Tôi bản thân tôi mà cái tâm lý của tôi mà ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ tôi cũng ngán lắm, trừ khi là học ở resort thì cầm tay chỉ việc, đúng không? Bạn vẽ trên live tôi bảo vẽ này sai rồi, vẽ lại rồi, chứ là nó là khác. Còn đây là cái dạy online mà cứ kiểu mấy tiếng đồng hồ này là chịu. Đấy thì cái dạy online nó sẽ có cái lợi thế là các bạn nếu bận bận việc thì các bạn có thể là thoải mái và xem lại. Đấy, tôi sẽ có ghi bài 1, bài 2, bài 3, cố gắng vào và xem lại thôi. Ok, còn tất cả những cái bài giảng ở trong cái trên này là miễn, tất cả là miễn phí. Nếu như các bạn có một trường hợp đọc inbox, và cá nhân tôi nói thẳng các bạn luôn là cá nhân Z của tôi là tôi không bao giờ tôi inbox trước mọi người, không bao giờ inbox. Cho nên là nếu như gặp thấy ai tự nhiên inbox các bạn thì các bạn phải chú ý. Tôi chỉ có các bạn inbox tôi và hỏi những cái vấn đề tôi trả lời thôi, chứ tôi không bao giờ inbox người khác. Cho nên là tất cả là miễn phí. Rồi buổi livestream này chúng ta kết thúc đây thôi. Nếu mà rảnh tiếp thì tối nay là làm cái livestream nữa. Rồi, cho anh em học dần học dần học dần. Ok, bây giờ là phải tắm rửa để đi ăn cơm anh em ạ. Rồi chào tạm biệt nhá.